Nào, tao viết theo cách thứ hai. Đấy là chúng ta vẫn viết cái hàm này. Yeah. Nhưng mà nó chỉ truyền vào gì? Đây là truyền vào ID nhé. Hàm sửa dữ liệu truyền vào ID. Truyền vào ID. ID nhỉ? ID. Còn hàm sửa dữ liệu này là gì? Truyền vào gì các bạn? Truyền vào đối tượng đúng không? Thì viết hai hàm để chúng ta tiện sử dụng. Rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thực hiện gì? Bảng copy DC không khác gì trên này cả. Chỗ này thiếu return này. Return nhỉ. Giá trị gì để trả giá trị đó đúng không? Chỗ này nếu được thì là return gì? True nhỉ. Còn nếu mà chạy đến chỗ này phải là return gì các bạn? False. Rồi. Nào. Bây giờ ta viết một cái hàm nữa nhé. Nào, public này. Static colon. Nhưng ta chọn update gì? LSP. LSP. Nhưng ta truyền vào một là gì? Loại gì? Loại sản phẩm. Loại sản phẩm đúng không? Ok. Lúc này bạn cần phải đổi à, bạn sẽ phải lấy về cái loại sản phẩm này xem nó phải bằng null không. Muốn biết nó bằng null hay không ta sử dụng gì, loại gì, loại sản phẩm nhỉ. Hay là kiểm tra là if luôn này, if đúng không, loại sản phẩm này chấm gì đây, get gì. Loại sản phẩm này nó đã truyền ở đây, là truyền đây là không cần kiểm tra cái đấy đâu, đúng nhá. Update thường nó truyền vào thì chúng ta đã biết là nó null hay không. Như vậy bạn thực hiện luôn là gì? Session. Session bằng gì đấy, u gì, new util chấm get trang session chấm open session nhé. Ta thực hiện try try get finally get thì ta sẽ thực hiện là gì, session chấm gì, get trang session chấm gì, roll gì, roll back. Còn finally thì ta close cái đó, ta có session chấm close. Ok, như vậy trên này chúng ta sẽ phải thực hiện là begin trang session nhỉ. Nào, ta có session chấm gì, b gì, begin trang session nhỉ, session chấm gì, up gì, update, và ta chuyển cái lsp vào session chấm get trang session chấm com gì, commit. Bây giờ return gì, true nhá. Nếu mà không thực hiện được thì phải return gì, false. Rồi, ok. Nào, nó báo gì đấy, hai hàm giống nhau à? Không phải, nhìn ở đâu đúng không, tham số khác nhau là được à? Như vậy là ta thực hiện được một cái hàm nữa nhỉ, bằng cách truyền gì, loại sản phẩm. Ở đây cái này nó truyền gì, truyền ID nhỉ, hai là khác nhau. Đây là truyền loại sản phẩm. Rồi. Oops.